Nam mô Đại từ Đại bi Từ phụ A Di Đà Phật. Kính bạch cô giáo, kính bạch tất cả đại chúng. Hôm nay chúng ta có buổi chia sẻ Phật pháp. Nguyên Thái xin chia sẻ đề tài là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân ở trên kinh gọi là kinh Bát Đại Nhân Giác. Bát là tám, đại nhân tức là chỉ cho Phật Bồ Tát, giác tức là giác ngộ, tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, tức là của Phật Bồ Tát. Thì kinh này là do ngài An Thế Cao dịch dịch từ tiếng Phạn sang Hán văn. Ngài An Thế Cao là thái tử của nước An Tức. Nước An Tức bây giờ là gọi là Ba Tư và một phần của Afghanistan. Thì ngài chính là thái tử của nước nước An Tức, tên là An Thế Cao. Thì sau khi mà cha của ngài mất rồi á, thì nhường ngôi vua lại cho ngài, nhưng mà ngài không nhận ngôi vua, ngài nhường lại cho chủ của ngài và ngài đi xuất gia, đi tu. Thì sau đó thì ngài qua Trung Quốc rồi ngài phiên dịch kinh điển, trong đó có cái bộ kinh là Bát Đại Nhân Giác, tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Thì trên kinh này nói rằng vi Phật đệ tử thường ư trụ già, chỉ tâm tùng niệm Bát Đại Nhân Giác, không? Nghĩa là đệ tử Phật ngày đêm thường phải chỉ tâm tùng niệm tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, không? Tức là Phật nói chúng ta rằng á, là người đệ tử Phật thì ngày đêm thường phải tùng niệm. Tùng ở đây tức là đọc, niệm ở đây tức là nhớ, không? Nhớ đọc cái gì? Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, tức là tám cái điều giác ngộ của Phật Bồ Tát. Điều thứ nhất là gì? Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tử đài khổ không, ngũ ẩm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tàu, như thì quan sát tiềm ly sanh tử. Cái điều giác ngộ thứ nhất đó là thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tức là chúng ta phải hiểu, phải biết rằng thế gian này là vô thường. Thế gian này không có cái gì là vĩnh cửu hết đó. Động vật, con người chúng ta thì có sanh già bệnh chết, thực vật thì có sanh trụ dị diệt, còn thế giới thì có thần trụ hoài không, cho nên ở trên thế gian này á, tất cả đều là vô thường. Vô thường ở đây tức là không có thường hằng, không có vĩnh cửu, tất cả đều biến hoại. Cho nên á, mình thấy cuộc đời này tất cả đều là vô thường biến hoại. Ngày hôm nay sống, ngày mai có thể là chết. Ngày hôm nay giàu, ngày mai có thể là nghèo. Rồi một ngọn núi mình thấy nó cao to sừng sững như vậy, nhưng mà rồi có khi một cơn động đất ngọn núi hoàn toàn sụp đổ. Một tòa nhà cũng vậy, một tòa nhà mình thấy rằng cả cả trăm tầng nó cao đồ sộ như vậy, nhưng mà chỉ cần một cơn sóng thần là tòa nhà sụp đổ. Cho nên thế gian này là vô thường, cho nên chúng ta phải giác ngộ. Giác ở đây tức là gì? Giác tức là mình không có mê. Phật thì giác tức là không mê, còn chúng ta thì mê. Chúng ta là phàm phu là mê. Mình cũng có giác nhưng mà cũng giác chút chút, lúc giác lúc mê. Ví dụ như mình trong nhà có người mất chẳng hạn, rồi mình cũng giác, mình cũng thấy rằng cuộc đời này vô thường, rồi mình cũng lo niệm Phật, đúng không?
Nhưng mà vài ba bữa sau quên hết, bắt đầu trở lại bình thường, bắt đầu đi tranh danh đoạt lợi hơn thua, đúng không? Cho nên là mình là lúc giác lúc mê, còn Phật Bồ Tát đó là hằng giác, tức là các ngài là không còn mê nữa, còn chúng ta thì lúc này lúc nọ. Cho nên là mình phải giác, mình phải hiểu rằng thế gian này là vô thường, rồi quốc độ nguy thủy, quốc độ tức là cõi nước, nó nguy tức là nguy hiểm, thủy tức là nó mong manh, nó cái cõi nước mà chúng ta đang ở, cái thế giới mà chúng ta đang ở này nó rất là nguy hiểm, nó có nhiều tai nạn, nó rất là mong manh. Cho nên á, không có gì mà chúng ta phải lưu luyến ở cái cõi này hết. Người xưa nói rằng á, nguy bang thì bất nhập, loạn bang thì bất cư, tức là nước nguy á, thì đừng có đến, mà nước loạn á, thì không nên ở. Thì chúng ta cũng vậy, ở cái thế giới này nó nguy hiểm, nó loạn lạc, nó đau khổ, thì chúng ta không nên ở, mà chúng ta nên di dân về thế giới cực lạc. Đúng không? Thế giới cực lạc mới là an toàn, mới là vĩnh cửu, mới không có đau khổ, mới là thường hằng. Còn thế giới này là rất là nguy hiểm. Cho nên nhiều người họ không hiểu, họ nói rằng đạo Phật là bi quan yếm thế, nói cái gì cũng khổ, nhưng mà thực sự ra là do họ không hiểu đạo Phật là thật sự tích cực. Tại sao Đức Phật ngài nói khổ là ngài nói sự thật, sự thật là thế gian này nó vô thường, là khổ, và Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta thoát khổ, chỉ cho chúng ta để chúng ta đạt tới cái sự thường hằng vĩnh cửu. Cái gì là thường hằng vĩnh cửu? Khi chúng ta giác ngộ rồi thì cái đó là thường hằng, là thật, còn lại ở đây là giả, thế gian này là giả, là vô thường. Đức Phật ngài nói sự thật, do chúng ta mê chúng ta mới không không thấy sự thật thôi. Đúng không? Còn rõ ràng là sự thật, thế gian này nó vô thường, chúng ta tranh danh đoạt lợi để rồi được cái gì, có mang theo được đâu. Rồi một hơi thở mà thở ra mà không hít vào thì coi như là qua đời khác rồi, có gì là vĩnh cửu đâu. Cho nên sự thật là như vậy. Rồi Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta tìm tới cái sự giải thoát, để chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên Phật khuyên chúng ta tu để chúng ta giác ngộ. Khi chúng ta giác ngộ rồi, cái đó là thật. Khi chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi, cái đó là thật. Khi chúng ta về Tây phương cực lạc rồi, cái đó là thật. Khi chúng ta thành Phật rồi, cái đó là thật. Còn ở trong sinh tử luân hồi thì đều là giả hết, đều là vô thường hết. Cho nên trên kinh Đức Phật ngài nói rằng á, trong các cái sự quán chiếu thì quán chiếu về vô thường là đem lại lợi ích nhất. Mình nghĩ tới vô thường thì tự nhiên mình lo mà tu thôi. Mà tu thì lo gì mình giải thoát, lo gì mình vãng sanh, đúng không? Còn chúng ta sợ gì, chúng ta tạo nghiệp, chúng ta đọa lạc là tại vì chúng ta mê. Chúng ta không thấy được thế gian này là vô thường, chúng ta không thấy được thế giới này là nguy hiểm, là mong manh. Cho nên Pháp Sư Tịnh Không á, ngài mới nói rằng sợ gì ngài tu có thành tựu là tại vì mỗi ngày ngài đọc cáo phó, đúng không? Ngài không đọc tin tức. Dù như ngài thấy một tờ báo thì ngài không mở ra đọc tin tức, mà ngài đọc cái gì? Đọc cáo phó. Ngài thấy người ta chết thì tự nhiên lo mà tu, đúng không? Tu thì có thành tựu, đúng không? Còn chúng ta đọc tin tức thì càng đọc thì càng loạn, đúng không? Càng loạn thì càng tu không được, mà tu không được thì đọa lạc. Cho nên á, chúng ta cứ nghĩ tới vô thường thì tự nhiên là chúng ta lo mà tu thôi, chúng ta còn hơn thua tranh danh đoạt lợi chi nữa hết. Dù như người ta có hãm hại mình đi nữa, mình cũng
tự nhiên là mình cũng cũng giận họ, cũng buồn họ, tại vì mình biết thế gian này là vô thường, sống với nhau vài chục năm ngắn ngủi thôi, đúng không? Người khôn là mình cầu cái gì? Cầu thần Phật, cầu về cực lạc. Còn mình khôn ở cái thế gian này là mình sẽ đọa lạc, đúng không? Mình khôn hơn thua với người ta, tân dân đoạt lợi là cái người như vậy là khôn nhưng mà dài, đúng không? Khôn cái cả trước mắt, khôn vặt, đúng không? Còn cái người khôn thật sự là gì? Mình cầu cái thật, tức là mình cầu vãng sanh, đúng không? Còn mình biết thế gian này là giả, mình hơn thua với người ta. Cho nên người xưa mình mới nói là đại trí như ngu là vậy đó. Người mà thật sự trí tuệ là người đó là thế gian nó cho rằng là ngu si, nhưng mà người như vậy là người thật sự trí tuệ, tại vì người đó họ không tranh giành, họ không hơn thua với người ta, cho nên thế gian nó cho người như vậy là người ngu si, đúng không? Bị ăn hiếp, bị thiệt thòi đủ thứ hết á, nhưng mà người như vậy là người đại trí tuệ, tại vì cái tâm của họ không mong cầu danh lợi, mà tâm của họ mong cầu gì? Cầu giải thoát, cầu vãng sanh cực lạc, cầu thành Phật, cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi. Người như vậy mới là người đại trí. Họ không cầu cái lời trước mắt mà họ cầu cái lời lâu dài, họ không cầu cái giả mà họ cầu cái thật. Còn chúng ta là cầu cái gì? Cầu cái giả, đúng không? Hơn thua nhau từng chút từng chút, người ta chửi câu cũng giận cũng buồn, đó chính là chúng ta ngu si, đúng không? Chúng ta cầu cái trước mắt, đúng không? Chúng ta không biết rằng thế gian này nó là vô thường, nó là biến hoại, nó là nguy hiểm, nó là mong manh, đúng không? Rồi tự đại khổ không, đúng không? Tự đại là cái gì? Là cái thân xác này. Thân xác này là gồm có đất, nước, gió, lửa, tụ hội lại thì gọi là tự đại, đúng không? Đất tức là xương thịt của chúng ta thì gọi là đất, đúng không? Nước tức là máu, mồ hôi thì gọi là nước. Gió tức là hơi thở. Lửa tức là gì? Là nhiệt độ trong cơ thể chúng ta, hơi ẩm trong cơ thể chúng ta. Bốn cái đại này mà nó hợp lại thì nó thành thân người. Mà cái thân này nó thường hay bị bệnh cho nên gọi là khổ. Nhiệt độ mà nó tăng lên thì bị cảm, cảm nóng. Còn mà hơi lạnh mà nó nhiều thì gọi là bị cảm lạnh, đúng không? Cho nên nếu như mà đất nước gió lửa mà nó điều hòa thì mình khỏe, nhưng mà nó mà bất hòa thì sinh ra bệnh, sinh ra khổ. Cho nên cái thân này là khổ, tất cả nỗi khổ cũng đều từ cái thân này mà ra. Cho nên lão tử mới nói rằng á, ta có đại hoàn vì ta có thân, đúng không? Nếu ta không có thân thì làm gì mà có đại hoàn? Mình có khổ có họa là tại vì do mình có cái thân này. Nếu như chúng ta không có thân thì chúng ta không còn khổ nữa. Không những nó khổ mà cái thân này nó là không, đất nước gió lửa mà nếu như mà nó tan ra thì đất trở về với đất, nước trở về với nước, gió trở về với gió, lửa trở về với lửa, đúng không? Mỗi ngày chúng ta đang mượn cái thân này là đất nước gió lửa, rồi mình đang mượn đất nước gió lửa để mình duy trì cái thân này, đúng không? Ví dụ như mỗi ngày chúng ta ăn cơm là chúng ta đang mượn đất, đúng không? Uống nước là chúng ta mượn nước. Rồi chúng ta hít thở là chúng ta đang mượn gió, đúng không? Rồi cái nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng mượn lửa để chúng ta nuôi cái cơ thể chúng ta. Nhưng mà đến khi không mượn được nữa thì sao? Thì là chết, đúng không? Ăn mà không ăn được thì phải chết hả? Đúng không? Uống mà không uống được cũng chết, đúng không? Mượn cho nên là vay trả. Mà đến khi một ngày nào đó vay không được nữa thì chết, tức là không, trở về với không. Cho nên cái tự đại khổ không, ngụ ấm vô ngã. Tự đại là nói cái thân xác này, còn ngụ ấm là nói về thân xác và
tinh thần của chúng ta. Con người chúng ta bao gồm năm ẩm nó hợp lại: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc tức là về cái thân xác, về cái vật chất, còn thọ, tưởng, hành, thức là về mặt tinh thần. Cái tâm của chúng ta gồm có thọ, tưởng, hành, thức. Thọ tức là cảm thọ vui buồn, tưởng tức là suy nghĩ cái này suy nghĩ cái nọ, hành tức là mình suy nghĩ rồi bắt đầu mình quyết định mình làm một cái gì đó. Thức tức tức là chúng ta lưu lại ở trong tâm thức của chúng ta. Cho nên ngũ ấm nó vô ngã. Vô ngã đây tức là sao? Không có chủ tể. Con người chúng ta không có chủ tể, chúng ta không làm chủ, cho nên gọi là vô ngã, đúng không? Nếu như chúng ta làm chủ thì chúng ta sẽ trẻ hoài, không có già, đúng không? Khỏe mãi, không có bệnh, đúng không? Sống hoài, không có chết. Đó chính là chúng ta làm chủ, đúng không? Còn đằng này á, cái thân này nó muốn già thì nó già, đúng không? Nó muốn bệnh thì nó bệnh, mà nó muốn chết thì nó chết, mình đâu có làm chủ được, đúng không? Rồi tóc của nó muốn bạc thì nó bạc, đúng không? Mình muốn đen mà nhưng mà nó bạc mình chịu, đúng không? Phải đi nhuộm, đúng không? Đó, cho nên mình làm chủ được nó. Rồi cái tâm của chúng ta cũng làm chủ, đúng không? Đó. Lúc thì này, lúc thì nọ, đúng không? Lúc có thì thương, rồi lúc có thì ghét, đúng không? Đó. Lúc có thì vui, lúc có thì buồn, đúng không? Có khi thì cũng thích tu, nhưng mà có khi nạn 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 rồi thì không chịu tu nữa, đúng không? Cho nên cái tâm của chúng ta cũng là vô thường. Cái tâm của chúng ta là vô ngã, nó không có chủ tệ, cho nên gọi là ngũ ẩm vô ngã, sanh diệt biến gì, sanh diệt thay đổi liên tục, tâm lúc này lúc nọ, có khi vui khi buồn, khi thương khi ghét, cho nên nó thay đổi liên tục, cho nên nó không có chủ tệ, đúng không? Hư ngụy vô chủ. Hư tức là giả, ngụy là không thật, vô chủ tức là nó không có chủ tể, cho nên nó mới thay đổi liên tục, đúng không? Rồi tâm thì ác nguyên. Tâm thì ác nguyên là gì? Tâm là nguồn ác, là gốc của ác. Hành vi tội tẩu, thân là rừng của tội. Cái tâm của chúng ta là gốc của ác. Tất cả những cái ác đều do tâm mà ra hết. Do tâm ác cho nên chúng ta mới nói ác, chúng ta mới làm ác, đúng không? Cho nên tâm là cội nguồn của ác. Nếu như tâm mà tham sân si thì thân sẽ sát đạo dâm, miệng sẽ nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt. Cho nên cái tâm của chúng ta là nguồn gốc của ác. Cho nên chúng ta muốn tu thì chúng ta phải bắt đầu từ tâm mà tu, đúng không? Tâm tham sân si thì bây giờ mình tu là mình tu cái gì? Tu giới định tuệ để mà diệt trừ tham sân si, đúng không? Giới là diệt tham, định là diệt sân, tuệ là diệt si, đúng không? Tại sao con người mình phá giới? Là tại vì do mình tham, do mình tham ăn, tham ăn cho nên mới sao? Mới sạch sân, đúng không? Muốn ăn ngon cho nên mới đi giết gà, giết vịt, giết heo, giết bò, giết trâu, giết ngựa để mà ăn cho ngon, đúng không? Mà ăn ngon thì sao? Sát sân. Rồi muốn nhậu thì cũng sát sân. Rồi uống rượu, uống bia, đúng không? Rồi mình tham tiền thì sao? Trộm cắp, lừa gạt, tham ô, hối lộ, đều do tham mà ra cả. Rồi tham sắc thì sao? Tà dâm, đúng không? Rồi lòng tham
cho nên chúng ta mới nói dối, đúng không? Cho nên á, tâm là nguồn ác, hành vi tội tẩu là sao, thân là rừng tội. Cái thân này này là cái rừng tội lỗi. Một ngày chúng ta tám biết bao nhiêu tội mà kể, sát sân thế, trộm cắp thế, tà dâm thế, rồi nói dối thế, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời thiêu dệt, tạo đủ thứ tội lỗi hết á, cũng là từ cái thân này mà ra. Cho nên thân gọi là rừng tội là vậy đó. Tâm là nguồn nguồn ác mà thân là rừng tội. Mình tu rồi nhưng mà mình cũng vẫn còn tạo nghiệp, đúng không? Cho nên á, chúng ta phải giác ngộ như vậy. Thì Ngài nói rằng như thì quan sát tiềm ly sanh tử. Khi mà chúng ta quan sát như vậy rồi á, mỗi ngày chúng ta quan sát như vậy rồi á, thì tự nhiên dần 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 á, chúng ta sẽ thoát khỏi sanh tử. Tại vì chúng ta quan sát, chúng ta thấy rằng thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tự đại khổ không, ngũ ẩm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Tâm thì ác nguyên, hình đi tội tội tẩu. Mỗi ngày mình quán chiếu như vậy thì tự nhiên là mình lo mà tu, mình lo mà niệm Phật. Mà mình niệm Phật thì tự nhiên mình dần 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 mình sẽ lìa được sanh tử luân hồi, mình sẽ thoát được sanh tử luân hồi. Còn tại sao chúng ta không chịu tu là tại vì do chúng ta mê, chúng ta lầm, chúng ta không thấy được cuộc đời này là vô thường, thế gian này là vô thường, không thấy được thế gian này là khổ, không thể được cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó là vô chủ, vô ngã, nó không có ngã thể. Khi chúng ta thấy được như vậy rồi thì bắt đầu chúng ta lo tu để chúng ta tìm cái thường hằng, cái chân thật. Khi chúng ta giác ngộ rồi thì chúng ta lúc đó chúng ta làm chủ, lúc đó chúng ta mới mới gọi là có ngã, đúng không? Cho nên là Phật đó, mới là thật sự là có chân ngã. Cho nên bốn đức của Niết Bàn là gì? Thường, lạc, ngã, tịnh. Khi chúng ta thành Phật rồi thì chúng ta sẽ được thường hằng, chúng ta sẽ đạt cả chân thật. Cái tâm, cái giác ngộ của chúng ta đó chính là chân thật. Rồi chúng ta sẽ được an vui, gọi là lạc. Rồi chúng ta sẽ có chủ tệ, chúng ta làm chủ được mình, gọi là ngã. Chúng ta thân tịnh thì đó gọi là tịnh, đúng không? Cho nên Phật Bồ Tát đó, các ngài rất là tự tại, làm chủ sanh tử. Còn chúng ta không làm chủ được sanh tử, không? Dù như Phật Bồ Tát các ngài muốn đến thì đến, các ngài muốn đi thì đi, đúng không? Dù như các ngài cần thì hiện vào cái nhà đó để độ chúng sanh thì các ngài sẽ thì hiện vào trong cái nhà đó, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy đó. Ngài thì hiện xuống thế gian này để độ chúng sanh, thì ngài sinh vào cung vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, đúng không? Rồi ngài thấy mà nhân duyên độ sanh đã xong rồi thì ngài thì hiện nhập Niết Bàn, thì ngài ngài đi, đúng không? Cho nên ngài hoàn toàn làm chủ. Còn chúng ta đang làm chủ, chúng ta sinh ra cũng làm chủ mà lúc chết cũng làm chủ, đúng không? Sinh ra thì mình, nếu như mà chúng ta mà làm chủ thì chúng ta chọn cái nhà giàu sang phú quý mà sinh rồi, đúng không? Hoặc là chúng ta chọn cái nhà mà biết tu hành để mà sinh rồi, đúng không? Đằng này chúng ta sinh vào cái nhà mà có khi họ không biết tu hành, hoặc là cái nơi nghèo cùng khốn khổ là tại vì do chúng ta làm chủ mà chúng ta bị nghiệp lực nó làm chủ. Còn Phật Bồ Tát là các ngài làm chủ hoàn toàn, đúng không? Rồi các ngài muốn đi lúc nào thì các ngài đi, đúng không? Các ngài muốn 40 tuổi đi cũng được, 50 tuổi đi cũng được, 60 tuổi đi cũng được, 70 tuổi đi cũng được. Lúc nào thấy hết duyên thì đi, còn duyên thì ở lại, mà hết duyên thì đi. Cho nên các ngài là hoàn toàn làm chủ. Còn chúng ta chết cũng đâu có làm chủ. Bây giờ mình đâu có biết lúc nào mình chết đâu, đúng không? Cho nên chúng ta phải tu. Chúng ta tu thì chúng ta mới làm chủ được mình. Khi mình tu mình thành tựu rồi á, ví như chúng ta niệm Phật mà đắc được niệm Phật tam muội rồi á, thì lúc đó chúng ta làm chủ, chúng ta muốn đi lúc nào chúng ta đi, muốn đi như thế nào thì tùy ý mình, muốn ngồi mà đi thì ngồi mà đi, đúng không? Muốn đứng mà đi thì đứng mà đi, đúng không? Muốn nằm mà đi thì nằm mà đi, đúng không? Muốn đi 12 giờ đêm thì 12 giờ đêm đi, đúng không?
À, mà muốn đi 12 giờ trưa thì 12 giờ trưa đi, đúng không? Muốn đi lúc nào đi. À, cho nên là mình tu, tức là mình tu tức là mình đang làm chủ mình. Thế gian này là vô ngã, vô thường, còn chúng ta tu là chúng ta để chúng ta giác ngộ, để chúng ta được thường hằng, chúng ta làm chủ, chúng ta làm chủ sanh tử. Cho nên mình phải là bi quan yếm thế mà mình đang tích cực, đúng không? Mình đi cầu cái thường hằng, cầu cái chân thật, còn thế gian là họ mê muội, họ chấp vào vào cái vô thường này, để rồi đến khi họ đọa lạc, họ đau khổ. Cho nên chúng ta hiểu ra như vậy rồi thì tự nhiên chúng ta mỗi ngày chúng ta quan sát như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ dần dần thoát khỏi sinh tử luân hồi, đúng không? Rồi cái điều thứ hai á là gì? Đề nhị giác tri, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiệu dục vô vi, thân tâm tự tại. Điều giác ngộ thứ hai đó là gì? Đa dục vi khổ. Người mà ham muốn nhiều thì người đó sẽ khổ, càng ham muốn thì càng khổ. Cho nên chúng ta, tại sao chúng ta khổ? Là tại vì chúng ta ham muốn. Chúng ta tu rồi nhưng mà chúng ta còn khổ là tại sao? Là tại vì chúng ta có cái tâm mong cầu, đúng không? Dù như mình mong cầu cao quá, mong cầu cái này, mong cầu cái nọ, mong cầu cho đứa con nó biết tu, mong cầu cho đứa cháu nó học giỏi, đúng không? Mong cầu cho đứa con dâu nó biết ăn chay, đúng không? Mong cầu cho ông chồng phát tâm phóng sanh, đúng không? Phóng sanh ở đây là không phải là không phải là bỏ mình, mà phóng sanh ở đây là phát tâm tu hành á, cho tiền mình đi phóng sanh á. Đó. Đó đó mình mong cầu mà cái duyên là chưa đủ, đúng không? Mình cứ lo tu đi, khi nào đủ duyên thì họ sẽ tu, đúng không? Do mình mong cầu, bắt đầu mong cầu không được, bắt đầu buồn phiền khổ não, đúng không? Rồi tu rồi cũng mong cầu đủ thứ, đúng không? Cầu cái này cầu cái nọ, cho nên nó mới khổ. Thậm chí những khổ mà cái người mà cái tâm tham lớn quá có khi cũng bị điên cuồng. Trong kinh Phật nói rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến điên cuồng, trong đó có một cái nguyên nhân là gì? Do cái lòng tham, đúng không? Hoặc là bị bùa chú mà bị điên cuồng, hoặc là bị ma nhập mà điên cuồng đó. Cho nên con người mình sợ gì khổ là tại vì ham muốn nhiều, dục vọng nhiều, muốn mắng được cho nên mới khổ, đúng không? Muốn cái này muốn cái nọ mà rồi rốt cuộc á không được, cho nên sinh ra là mới khổ. Cho nên đa dục vi khổ, sanh tử bì lao. Sanh tử là lao nhọc, chúng ta phải biết rằng chúng ta ở trong sanh tử là chúng ta khổ, không có gì vui hết đó. Cái vui ở trong sanh tử là cái vui này là tạm bợ thôi, còn cái khổ là thật, đúng không? Dù như mình đói là khổ, thì bắt đầu á mình ăn vô thì hết đói thì cái khổ nó dừng lại, đúng không? Cho nên cái vui ở thế gian này là chẳng qua cái khổ nó dừng lại, là mình tưởng là vui nhưng mà thực sự ra mà nói là do cái khổ nó dừng lại thôi, đúng không? Rồi ăn ăn một hồi rồi đến khi mà ăn no quá nó cũng khổ, đúng không? Đói cũng khổ mà no cũng khổ. Cho nên á, cái vui ở thế gian này chẳng qua là cái khổ nó dừng lại, còn thực tế ra mà nói là không có gì vui hết đó. Cho nên á, sanh tử bì lao, sanh tử là lao nhọc. Cho nên chúng ta phải cầu vãng sanh cực lạc, phải cầu thành Phật, phải cầu giải thoát, phải cầu giác ngộ, đừng có cầu những cái thứ ở thế gian này, đúng không? Thời Đức Phật á, có một cái câu chuyện Đức Phật nói rằng á, tức là Đức Phật nói về Phật Di Lặc ra đời, thì có một vị tỳ kheo đứng dậy bạch Đức Phật rằng á, về thì bạch Đức Phật, con muốn lúc Phật Di Lặc ra đời con sẽ làm chuyện luân thần vương để giúp cho dân chúng tu hành. Thì Đức Phật ngài
Ngài lấy cái nắm tay, Ngài bóc một chút thân ngựa. Xong rồi Ngài nói rằng á, này ông có thấy cái phân ngựa này nó có dơ dớp hay không? Thì vì đệ tử mới nói rằng, dạ bạch Đức Phật, phân ngựa là thứ dơ dớp, ô trược, không có sạch sẽ. Đức Phật Ngài nói cũng vậy, tại sao ông ngu si như vậy? Sanh tử là nhơ nhớp, tại sao ông lại mong cầu sanh tử? Tại sao ông mong cầu thành Phật, mong cầu giải thoát, mong cầu về cực lạc, mà ông lại đi mong cầu ở trong sanh tử này để làm vua, để làm cái gì? Ở trong sanh tử này là khổ, là đau khổ. Ở trong sanh tử là đọa lạc. Chúng sanh ở trong sáu đường thì lấy ba đường ác làm quê nhà của chúng ta. Chúng ta ở trong sáu đường thì ba đường ác chính là quê hương của chúng ta, quê nhà của chúng ta. Chúng ta ở trong ba đường ác nhiều hơn ba đường lành. Cho nên chúng ta tu, chúng ta đừng có mong cầu phước báo trời người. Phước báo trời người rất là nguy hiểm. Mà chúng ta phải mong cầu vãng sanh cực lạc. Chúng ta phải mong cầu thành Phật, phải mong cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi, phải mong cầu giác ngộ. Cái đó mới là vui, cái đó mới là thật. Còn là chúng ta mong cầu phước báo là chúng ta là người ngu si. Cho nên có nhiều người họ tu rất là đáng thương. Họ tu nhưng mà họ họ mong cầu ở đời sau được làm người giàu sang phú quý, hoặc là làm người xuất gia. Những người như vậy á rất là đáng thương. Mình cứ tưởng rằng là họ mong cầu như vậy là tốt, nhưng thực tế đó là không có tốt. Tại vì sao? Tại vì vì họ tu, họ có phước báo đời sau á, họ giàu sang phú quý, hoặc là họ làm được người xuất gia rồi chưa chắc họ tu được. Đúng không? Làm người xuất gia rồi sao? Có khi tiền tài danh lợi nhiều quá, mê hoặc điên đảo, rồi tạo nghiệp, rồi xuống địa ngục. Cho nên có nhiều người Nguyên Thái thấy như vậy. Hồi trước Nguyên Thái biết có hai cái người này, Phật tử cùng hay tới chùa, mà họ vẽ rất là đẹp, họ hay vẽ tranh, họ vẽ Phật Bồ Tát, họ vẽ Ngài Địa Tạng, họ vẽ Phật A Di Đà, họ vẽ Ngài Quan Âm, vẽ rất là đẹp. Nhưng mà họ lại không mong cầu vãng sanh cực lạc, mà họ họ mong cầu rằng đem công đức vẽ tranh này hồi hướng đời sau được làm người xuất gia. Có thể là họ sẽ được làm người xuất gia, nhưng mà do họ không mong cầu giải thoát cho nên họ không tu. Họ cầu cái gì thì họ được cái đó. Họ cầu làm người xuất gia thì họ làm người xuất gia. Nhưng mà người xuất gia rồi sao? Người xuất gia lúc đó có phước báo, do họ vẽ tranh Phật Bồ Tát cho nên họ có phước báo. Có phước báo thì người ta tới cúng dường nhiều, mà cúng dường nhiều thì có khi họ bị tham, bị mê trong đó, rồi họ tạo nghiệp, rồi rốt cuộc họ đọa lạc. Cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên người tu chúng ta đừng có cầu phước báo trời người, tâm tâm niệm niệm cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi, cầu vãng sanh cực lạc, đúng không? Cho nên ở trong sanh tử là lao nhọc khổ. Chúng ta cầu phước báo trời người là chúng ta si mê điên đảo, là chúng ta đi vào con đường đau khổ đọa lạc, đúng không? Từ tùng tham dục khởi, tất cả đều là do tham dục mà ra hết. Sanh tử luân hồi khổ đau đều do tham mà ra hết. Cho nên chúng ta tu là chúng ta đừng có tham. Đúng không? Mình tu mình phải tập tập bố thí, đừng có tham. Buông đi, buông cái tâm tham của mình đi. Đó. Bố thí được cái gì thì bố thí đi, làm được cái gì lợi lạc cho chúng sanh thì làm đi, đúng không? Đừng có cất, đừng có dự. Nguyên Thái thấy còn nhiều khi chúng ta ở chùa cũng vậy, ở chùa cùng mình, nếu như chúng ta không hiểu chúng ta cùng mình cứ tham, đúng không? Có cái gì cũng cất, có cái gì cũng dự, đúng không? Nên buông xả đi. Có khi mình cất cất rồi hư, hư rồi bỏ, đúng không? Cho nên cho được cái gì cho đi, bố thí, đúng không? Trong lục ba la mật bố thí là đứng đầu. Bố thí là để trì tâm tham. Tại sao chúng ta khổ? Là tại vì do chúng ta tham. Chúng ta muốn hết khổ thì chúng ta phải tập bố thí. Ừ. Dù như ở nhà mình áo quần mình dư, mình mặc,
tặng cho người khác đi, người nào cần nên tặng đi, soạn ra tặng đi, đúng không? Để lại vừa mặc thôi, để lại vài bộ thôi, đúng không? Chứ đừng có để nhiều quá, có khi để tới mấy chục bộ, mà có khi là chúng ta có nhiều bộ chúng ta không dùng tới, có phải không? À, rồi mình có cái gì trong nhà mình, ví dụ như đồ ăn rồi gì đó, mà bánh kẹo rồi gì đó, mình thấy dư ra, ai cần mình nên cho đi, chúng ta nên tập bố thí, người tu chúng ta nên tập bố thí, đúng không? Đừng có tham, đừng có tích trữ cái này cái nọ, đừng có để dành nó chết á. Ai cần thì cứ tặng cho họ đi, đến khi mình cần tự nhiên nó sẽ có. Cho nên chúng ta, người tu chúng ta, mình muốn biết người đó tu đúng hay sai, coi thử người đó có chịu bố thí hay không. Cái người mà không chịu bố thí, cái người mà tham lam, thì cái người đó là người là chưa tu. Còn cái người tu là người như nào, thích bố thí, đúng không? Tại vì bố thí là mình trì cái lòng tham của mình, mà do tham cho nên là mới có sân có si, đúng không? Tham là chủ, sân si là tùy tùng. Khi mình hết tham thì sân si nó cũng còn nữa, cho nên tất cả đều là do đâu? Do tham mà ra. Tất cả khổ đều do tham mà ra. Chúng ta sống được cuộc đời này mà chúng ta khổ là tại vì do đâu? Do mình tham. Cho nên đừng có tham nữa. Tập. Bây giờ tập đi, tập bố thí đi. Có tiền ra chợ mua cá phóng sanh đi, đúng không? Đừng có để dành, đúng không? Ví dụ như tháng này mình lãnh lương, mà lương tháng trước còn dư, đi phóng sanh đi. Chứ đừng có để dành. Còn nhiều người để dành, ví dụ như có 9 triệu thì kiếm thêm 1 triệu nữa cho đủ 10 triệu, đúng không? Rồi là lấy vải lấy đồ là quấn 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 lại để trong túi á, rồi cái tay cứ cái tay cứ thò vô túi hoài, coi thì có mất hay không, đúng không? Có phải là khổ không? Đúng không? Người như vậy là người khổ, đúng không? Mình đang đi phóng sanh đi, cái này mang theo được. Còn mình để lại thì sao? Mình để lại thì khi mình ra đi rồi á, thì mình mang theo được. Mình để lại thì người khác hưởng, mình có hưởng được. Còn cái người khôn á, đem cái tiền này làm lợi lạc cho chúng sanh. Mình để dành lại đủ sống thôi, mình sống qua ngày là được rồi, đúng không? Còn bao nhiêu mình làm lợi lạc cho chúng sanh đi, cái này á, mình mang theo được. Còn mình để lại rồi á, có khi lúc lâm chung á, mình bị thụt lưỡi, mình nói không được, có khi là mình chấp vào đó mình đọa lạc, đúng không? Có khi mình đọa làm con thằn lằn suốt ngày cứ ở trên trần nhà cứ chắc lưỡi đó, đúng không? Tại vì sao? Vì tiếc của, đúng không? Cho nên cứ ở trên trần nhà cứ chắc lưỡi là tại vì do sao? Do mình tham chấp mình chịu bố thí. Cho nên bố thí đi, buông đi, phóng sanh đi, làm cái gì lời là có chúng sanh, làm được cứ làm đi. Còn mình miễn sao mình đủ sống là được rồi, sống đủ sống qua ngày là được rồi. Cho nên Nguyên Thái có khi trong người không có 1.000, nhưng mà Nguyên Thái thấy bình thường, không có tiền nhưng mà cảm thấy rất là bình thường. Còn trước đây mà nếu như cái người mà họ không biết tu, không có tiền là cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng mà mình có tiền, mình cảm thấy người tu mình làm sao mà không có tiền mà cảm thấy bình thường, là mình đang tu đó. Tại vì mình đâu có cần những thứ đó nữa, mình chỉ cần cơm ăn áo mặc là được rồi, đúng không? Mình sao có cơm ăn áo mặc là được rồi. Mà bây giờ cơm ăn áo mặc thì đâu có thiếu, đúng không? Một ngày chúng ta có thể có 5.000, 10.000 thì chúng ta có thể đủ sống được rồi. Mình ăn chay nữa thì cũng không bao nhiêu hết rồi, đúng không? Cho nên chúng ta sống đơn giản. Còn là chúng ta có dư ra thì chúng ta làm lợi lạc cho chúng sanh, chúng ta bố thí, đúng không? Thiệu dục vô vi, thân tâm tự tại, đúng không? Cái người mà thiệu dục tức là ít tham muốn, vô vi tức là sao? Cái tâm mình thanh tịnh, thì người như vậy thì thân tâm sẽ tự tại, đúng không? Người mà muốn tự tại, muốn an lạc thì phải biết đủ, ít muốn biết đủ. Cho nên trên kinh Di Giá Đức Phật ngài nói rằng, cái người mà tri túc thì cho dù nằm ở trên đất cũng cảm thấy vui. Mà cái người mà không tri túc, cái người mà không biết đủ,
Người mà ham muốn nhiều cho dù ở thiên đường cũng vừa lòng, cũng cảm thấy khổ, đúng không? Cho nên là mình mà biết đủ là mình nghèo nhưng mình cảm thấy vui, mình có tiền nhưng mà mình cảm thấy vui. Còn cái người mà không biết đủ cho dù họ giàu nhưng mà họ vẫn cứ khổ. Cho nên có nhiều người quý vị coi họ 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 rất là khổ, họ rất là giàu nhưng mà họ họ không có vui, họ không có an lạc, là tại vì họ họ không biết đủ, họ không biết tri túc. Tri túc mới thường lạc được, biết đủ thì thường vui. Cho nên chúng ta khổ là tại vì do chúng ta không biết đủ. Chúng ta không có bằng lòng với hiện tại của mình. Mình á, mình cứ mong cầu những cái cao xa. Nghèo thì muốn cho giàu, có nhà rồi thì muốn thêm, mua thêm một cái nữa, đúng không? Có đất rồi thì muốn thêm một miếng nữa, đúng không? Đẹp rồi muốn đẹp hơn, cho nên muốn đủ hết đó, cho nên mình mới khổ, đúng không? Còn chúng ta mà biết đủ thì chúng ta cảm thấy an lạc tự tại, bằng lòng với hiện tại đi. Mình tự trời cho gì thì thôi nhận cái đó đi, đúng không? Thấp cũng tốt mà nghèo cũng tốt, đúng không? Sao cũng tốt hết á, quan trọng là biết tu mới tốt, người niệm Phật mới thật sự tốt. Còn giàu mà không biết tu, tương lai xuống địa ngục có gì là tốt, đúng không? Đẹp mà không biết tu, mỗi ngày ngạ mạn khinh thường người khác, rồi rốt cuộc đi đâu, đọa lạc thì có gì mà tốt, đúng không? Cho nên á, quan trọng là mình biết tu, mình biết biết đủ thì mình mới tốt được. Cho nên người tu chúng ta làm sao mình phải trừ cái lòng tham. Mình tu là gì? Tu là buông cái lòng tham thôi. Cho nên Phật pháp là gì? Mình thường hay nói quy y pháp ly dục tôn, đúng không? Quy y pháp quay về nương tựa pháp. Pháp là gì? Dạy cho chúng ta bỏ cái lòng tham. Ly dục tức là bỏ lòng tham. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng ta tu mà chúng ta không có kết quả là tại vì do chúng ta tham. Chúng ta không buông được cái lòng tham của chúng ta. Cho nên chúng ta tu làm sao mình đừng có tha. Tập mà mình muốn tha mình phải tập bố thí, đúng không? Bây giờ về mình coi có cái gì quý mình cất mình giữ, mình tập đi, tặng cho người khác đi. Có cái đồng hồ đẹp, thấy ai cần tặng đi, đúng không? Có cái bức tranh đẹp, mình thấy ai cần mình tặng đi. Đừng lâu nay là mình cứ chấp giữ, mình khổ. Cho nên bây giờ mình muốn hết khổ thì mình phải phải tập bố thí đi. Mình tặng cho người tự nhiên là mình cảm thấy, tự nhiên là mình cảm thấy an lạc, mình cảm thấy vui. Người xưa gọi là gì? Vi thiền tội lạc. Làm thiền thì tự nhiên á mình sẽ được cái niềm vui an lạc, mình sẽ có cái niềm vui tối thượng. Mình muốn vui thì mình phải làm việc thiền, việc lành. Mỗi ngày chúng ta bố thí giúp người thì tự nhiên chúng ta sẽ vui. Còn chúng ta mỗi ngày chúng ta tham chấp, chúng ta tranh giành, chúng ta hơn thua thì chúng ta sẽ khổ. Cho nên mong rằng tất cả chúng ta tu tập tinh tấn để một đời này chúng ta được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Thì hôm nay chúng ta học được hai điều, kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. A Di Đà Phật. Giờ này cũng hết giờ, mời quý vị chúng ta chắp tay hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Chúng con xin tri ân các ngài chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài hộ pháp. Nguyên thải xin tri ân cô giáo và tri ân tất cả quý Phật tử đã lắng nghe. Chúc tất cả quý vị an lạc và hẹn gặp lại kỳ sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. A Di Đà Phật.